Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin mới nhất, chính xác nhất luôn được chúng tôi cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bảng giá đất mới tại thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ ngày hôm nay 31 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cấm phân lô bán nền. Lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đột phá trong tư duy phát triển đô thị. Đến cuối ngày 30 tháng 10, các chi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xóa sổ nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định 79/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng bảng giá đất mới. Theo đó, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Ngày hiệu lực của bảng giá đất theo quyết định 79 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tức việc áp dụng bảng giá đất mới sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 10. Đến cuối ngày 30 tháng 10, các chi cục thuế khóa sổ nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống liên thông điện tử, in danh sách, số lượng, hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận trong ngày và ký xác nhận với cơ quan tài nguyên và môi trường. Cục thuế cũng lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 8, khi xác định nghĩa vụ tài chính hộ gia đình, không còn phân biệt giá đất trong, ngoài hạn mức, không xem xét giá trị lớn hơn 30 tỷ đồng, không còn trường hợp áp dụng giá đất cụ thể. Về chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 103/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở bằng tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất, trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất nếu có. Tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất áp dụng theo Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Nghị định số 103/2024. Tuy nhiên, Cục Thuế thành phố cũng lưu ý tỷ lệ phần trăm thu tiền sử dụng đất khác nhau theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào thời gian bắt đầu sử dụng đất, loại đất thực tế đang sử dụng, có vi phạm pháp luật sử dụng đất hay không. Về trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện theo quy trình liên thông điện tử hiện hành và quy định tại Nghị định số 103/2024. Trường hợp chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp khác thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận một cửa liên thông, đồng thời thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trường hợp có nội dung đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư để bổ sung hồ sơ. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, quyết định giảm tiền sử dụng đất nếu thuộc trường hợp được giảm tiền sử dụng đất chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Bảng giá đất mới được thành phố Hồ Chí Minh ban hành áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Giá đất cao nhất được ghi nhận là 687 triệu đồng một mét vuông, khu vực đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1. Mức giá này cao hơn gấp 4 lần bảng giá hiện hành. Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, bảng giá đất mới có nhiều lợi ích: các khoản lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, bao gồm của các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là hộ gia đình cá nhân, được công khai, minh bạch và công bằng. Các khoản xử phạt hành vi vi phạm về đất đai thay đổi theo hướng tăng, góp phần răn đe và làm giảm các hành vi vi phạm, góp phần làm trong sạch và phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh. Việc xác định giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được thực hiện nhanh hơn và tạo điều kiện cải thiện việc tiếp cận đất đai của các cá nhân tổ chức có nhu cầu. Đối với người có đất thu hồi, việc xác định giá tái định cư sẽ công khai, minh bạch và nhanh hơn so với trước đây, đảm bảo công bằng trong giá thu hồi đất và giá bán nền tái định cư. Các chủ đầu tư dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh không được phép phân lô bán nền trong dự án cho người dân tự xây nhà, bao gồm tất cả 5 huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 83 về xác định các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã có hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức cá nhân tự xây nhà. Theo quy định mới này, ngoài các phường và quận, đất đai tại 5 huyện vùng ven của thành phố gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè cũng không được phân lô bán nền. Theo đó, chủ đầu tư dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên toàn thành phố Hồ Chí Minh không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án cho tổ chức cá nhân tự xây dựng nhà ở. Chủ dự án phải xây dựng nhà ở hoàn chỉnh để bán thay vì mua đất phân lô, bán đất nền như trước đây. Còn chủ dự án có mục tiêu tái định cư bằng nền đất tại khu vực xã, thị trấn, huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kinh doanh Bất động sản 2013 và Điều 45 Luật Đất đai năm 2014. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng nền đất cho người dân tự xây nhà ở. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi quyết định 83. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực huyện vùng ven bao gồm Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ là vùng nông thôn, nhu cầu được mua bán chuyển nhượng đất để tự xây nhà ở tại các khu vực này vẫn rất lớn, nên cấm phân lô bán nền cho cá nhân tự xây nhà vào lúc này là chưa phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành. Do đó, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cần sửa quy định theo hướng quy định chi tiết việc xác định các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật để người dân tự xây nhà tại các xã ở huyện ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành. Luật Kinh doanh Bất động sản 2013 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, quy định cấm phân lô bán nền với đất thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị, loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3. Với các khu vực còn lại, địa phương sẽ xác định các khu vực được lập dự án theo phân lô bán nền cho cá nhân tự xây nhà ở. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt nên các quận, thành phố Thủ Đức không được phép phân lô bán nền. Còn với 5 huyện ven là Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ, với 5 thị trấn và 58 xã trực thuộc vẫn là khu vực nông thôn thuộc thẩm quyền quyết định của thành phố. Ủy ban pháp luật cho rằng, lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương thể hiện sự đột phá hướng tới phát triển bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc. Chiều ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội về tờ trình việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành phố Huế trực thuộc Trung ương được lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích là 4.947 km² và dân số là 1,23 triệu người. Sau thành lập, thành phố Huế trực thuộc Trung ương có 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã đạt đủ các tiêu chuẩn của đô thị di sản gồm tỷ lệ số quận, thị xã, thành phố trực thuộc, thu nhập bình quân đầu người một tháng so với trung bình của cả nước. Bộ trưởng Trà nói việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương là cần thiết, vừa hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, vừa thể hiện ý chí nguyện vọng nhân dân của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cơ sở để tổ chức chính quyền đô thị mới ở Huế tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao đời sống của người dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, chất lượng cao. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban tán thành đề xuất thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương để bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Chủ trương này thể hiện sự đổi mới đột phá trong tư duy về phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc. Cơ quan thẩm tra đánh giá thành phố Huế mới sẽ tạo lập không gian kinh tế, động lực phát triển mới cho địa phương. Ủy ban kiến nghị chính phủ và địa phương chủ động tạo thuận lợi nhất để cá nhân, tổ chức dễ dàng hoàn tất thủ tục thay đổi giấy tờ, điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi có sự thay đổi về đơn vị hành chính. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương vào ngày 29 tháng 11.